Nam Tống Kiến Long thứ nhất dùng Duyên Hải Đông Nam liên tục phát sinh hải nạn, người dân Duyên Hải khổ không tả xiết. Bồ Tát Nương Nương, người đại từ đại bi phù hộ nam dân và con bình an trở về, con xin thắp nhang bái tạ, con khấu đầu trước người phù hộ chúng con. Xin Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi phù hộ, thê tử nhà con đã mang thai 14 tháng rồi vẫn chưa sinh được, xin Bồ Tát phù hộ vợ con sinh nở thuận lợi. Nếu có thể phù hộ mẹ con bình an, làm cha con nhất định sẽ thường xuyên bố thí cứu tế người đời. Con xin khấu đầu với người, cả nhà con chỉ sống nhờ vào biển cả. Xin kể hãy trừng trị đủ yêu quái biển đó đi. Bồ Tát hiển lên rồi, Bồ Tát hiển lên rồi, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát hiển lên rồi. Thần Châu, Thần Châu bay rồi, Thần Châu bay đi rồi, bay về phía làng chúng ta rồi. Tia sáng đỏ này kỳ lạ quá. Tắt rồi. Sinh rồi, sinh rồi. Chúc mừng Lâm lão gia sinh hạ một thiên kim. Suôn sẻ không? Suôn sẻ, suôn sẻ lắm. Cô bé này thần kỳ. Cô bé vừa sinh ra khắp phòng tràn đầy tia sáng đỏ. Đêm lành. Bình an thì tốt. Mẹ con bình an là tốt rồi. Phu nhân, vất vả rồi. Con bé này không khóc không quậy, cũng hơi lạ thật. Chúc mừng Lâm lão gia có được thiên kim. Thiếp thân họ Doãn, có thể cho ta xem thử không? Phu nhân mang thai suốt 14 tháng, thiên kim ra đời, có tử quang bầu bạn, sau này chắc chắn không phải người phàm. Cô ấy không khóc không quậy, vậy đặt tên là Mặc Nương được không? Lâm Mặc Nương, tên là chữ Mặc. Lâm Mặc, Mặc Nương, được, hay lắm. Đa tạ phu nhân ban tên. Con đến rồi, hãy làm việc mà con nên làm đi. Truyền thuyết của ba tổ.
Xin mở lòng thương, mở lòng thương, ban cho miếng cơm đi cha. Mở lòng thương, cho xin miếng cơm đi cho ông này. Đa tạ cô nương, cô tốt bụng quá. Ngon lắm đấy. Ngon. Cho hỏi vị tiên sinh đây đến từ nơi nào? Trung Nguyên tai quả liên miên, bất đắc dĩ mới đến đây mưu sinh, khiến ngài chê cười rồi. Bân Nam chúng ta giàu có đông đúc, người dân an cư lạc nghiệp, rất ít gặp người ăn xin. Đúng vậy. Nhìn phong thái của tiên sinh có vẻ giống người có học. Cho hỏi xưng hô thế nào? Tại hạ Lý Thông, cũng từng đọc ít sách, nhưng đọc sách cũng được ít gì. Tại hạ họ Lâm, nguyên quán ở thôn Thượng Lâm, từ lâu đã muốn mở một trường tư thục, khổ nổi mãi không mời được tiên sinh. Nếu như tiên sinh đồng ý, mời ngài đến quê ta dạy học được không? Mong còn không được, lão phu xin đa tạ trước. Không cần khách sáo. Thiên Thành Kiện: quân tử dĩ tự cường bất tức. Địa Thế Khôn: quân tử dĩ hậu đức tải vật. Khôn Chí Nhu: di động giả cương, chí tịnh di đức phương, hậu đắc chủ nhi hữu thường, hàm dạng vật nhi quá quan, khôn kỳ đao thuận ngô, thừa thiên nhi trời hành, tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. A Kiều, về cùng mẹ con phơi cá khô đó đi. Cha, đừng quên vỏ ốc biển của con nha. Được, cha không quên đâu. Đi đi, con về nha cha.
cha, quay về đi. A Dưỡng Thúc, A Dưỡng Thúc, hôm nay không ra biển được đâu. Hôm nay không ra khơi được à? Dạ phải. Nhìn sắc trời thế này, hôm nay sẽ có bão lớn. Không đâu, ta thấy trên trời làm gì có mây. Bây giờ thì chưa nhìn ra được, nhưng chiều tối hôm qua xuất hiện mây hình lưỡi câu. Hôm nay sẽ có gió lớn, sẽ còn nổi sóng lớn. Dưỡng ca đừng ra nữa, lần trước mặt nương nói chuẩn lắm. Ta cũng có lúc phán chuẩn mà. Ta tin Mạc Nương, ta không ra đâu. Mạc Nương, không phải ta không tin con, nhưng kỳ lũ năm nay không thể bỏ lỡ được nữa. Năm nay không thể có quá nhiều cá như vậy. Nhưng A Dưỡng Thúc, có thứ gì có thể quan trọng hơn tính mạng? Cơm ăn còn không no, cần mạng để làm gì? Ở nhà còn bao nhiêu người mỏi mắt chờ. Ta phải cực một lần. Mạc Nương, mọi người đều biết cô có tấm lòng Bồ Tát, nhưng cả nhà ta đều chờ có cái ăn. Đi thôi. Mạc Nương, quay về đi. Lần trước thuyền của Lữ Gia gặp chuyện, nó cũng như thế này. Sự cố chấp bên trong Mạc Nương không ai thay đổi được đâu. Từ nhỏ nó đã khác những đứa trẻ khác, quá nặng một tâm sự. Ông nghĩ liệu nó sẽ không gặp chuyện gì chứ? Có chuyện gì được? Tôi chỉ sợ nó ủ bệnh mất thôi. Không đâu, nó lương thiện, đợi một lúc sau sẽ ổn thôi. Mạc Nương chắc chắn không phải người phàm tục. Hai đứa đừng quấy rầy nó nữa. Nguyện Bồ Tát phù hộ A Dưỡng Thúc bình an trở về. Ca ca.
bọn họ vẫn không chịu tin con. Sở dĩ trên trời có nhiều tai nạn như vậy, hầu hết đều do cái tâm con người. Vậy phải làm gì mới thay đổi được? Bọn họ chịu khổ nhiều như vậy, con buồn lòng lắm. Một giọt nước chỉ là một giọt nước, nó không cứu được qua khô cỏ héo. Nhưng giọt nước hòa vào biển cả thì đó là biển. Mẹ, cha đâu? Ra khơi rồi. Con đã nói hôm nay không được ra khơi. Tứ tỷ con sắp xuất giá rồi. Cha con nói xem có vớt được trân châu không. Đi từ lúc nào giờ mới đi? Mạc nương. A ca, về đây. Hôm nay không được ra khơi. A ca, Quỳnh quay lại đây. Hôm nay không được ra khơi. Cha. A ca, Mạc nương, con lại nhìn thấy cái gì rồi? Hôm nay sẽ có tai nạn thật sao, Mạc nương? Mẹ, hôm nay biển sẽ có bão. A ca không về được nữa. Mẹ ơi. Quyền thông bái kiến Bồ Tát. Vì chuyện của Lâm gia sao? Gia đầu Mạc nương này quả thật quá đáng thương. Đó là số đời, cũng là kiếp số trong chặng đường tu hành của nó. Bồ Tát, hãy để đệ tử điểm quán Mạc nương đi. Quyền thông, từ hôm nay ngươi có thể truyền thụ chân kinh cho cô bé rồi, độ quá hải thần, tạo phúc cho bách tính, công đức vô lượng. Quyền thông xin tuân pháp chỉ. Có thấy Akata đâu không? Có thấy Akata đâu không? Cha, Akata con đâu? Cha, con trai đâu? Con trai. Mẹ ơi. Mẹ. Mạc nương, tiên sinh, con đừng quá bi thương. Nạn biển kéo đến dồn dập, chứng kiến từng người thân bằng hữu bên cạnh lần lượt rời đi, Mạc nương lại không biết phải làm sao. Đó đều là hành vi của ông trời. Phải làm thế nào mới chống lại trời được? Thiên đạo dĩ nhiên không thể nghịch chuyển. Là nắng hay râm, là gió hay mưa, tự có cơ chế của thiên đạo. Vạn vật chỉ có thể thuận thiên mới có thể sống. Phải làm sao mới thuận theo ý trời? Có thể làm thuận thiên đại pháp. Người nắm giữ thuận thiên đại pháp có thể cứu người khỏi cơn khốn khổ. Chỉ là xin tiên sinh chỉ rõ, điều này cần phải trả một cái giá nhất định mới đổi lại được.
Thân tâm của con phải chịu đựng nỗi đau con không thể tưởng tượng. Con có làm được không? Thuận thiên cứu người khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, Mặc Đương chẳng chết không từ. Con thật sự nguyện lòng hy sinh chính mình để cứu vớt chúng sinh sao? Chỉ cần tu được bản lĩnh tế thế cứu người, Mặc Đương chết cũng có hề gì. Con vốn sinh ra vì biển, cuối cùng có thể sẽ vì biển mà chết. Mặc Nương muốn bảo vệ ngư dân yên bình, cái này không hề nhỏ. Con phải nghĩ kỹ. Mặc Nương, con xem. Sư phụ, Mặc Nương, chỉ cần con khắc khổ tụng kinh, chuyên tâm tu luyện là sẽ học được Thuận Thiên Đại Pháp, nắm được bản lĩnh tế thế cứu người. Nếu có thể tế thế cứu người thì Mặc Nương là người hạnh phúc nhất. Đa tạ sư phụ. Bạn Đương, sao ngày nào con cũng vấn tóc như vậy? Mẹ, tóc là bườm, kim là thỏi. Mẹ, Mặc Đương kiếp này đã trao tâm cho biển cả. Đạo Kinh có nói, người thiện tựa như nước, nước thân thiện lại không tranh giành với vạn vật. Nước là tinh hoa đất trời, trời sinh nước ở phía Bắc, cho nó chảy khắp nơi. Thiên hạ không gì mềm yếu hơn nước mà công phá được tất cả. Chẳng có thứ gì hơn được đó, mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh. Vì không tranh với đời mà không có sai sót. Mặc Nương, con sinh ra vì biển, tan thần hợp nhất, thiên trường vật cửu. Con chính là nước, nước chính là con. Có biết biển cả là gì không? Là gì ạ? Nước mắt của thần Phật. Nước mắt. Mỗi lần nhìn thấy biển cả là phải nghĩ đến từ bi và khoan dung. Mặc Nương đã chấn tóc thề đến chết không thôi. Trường Ất tham kiến đại nhân. Các thủ hạ đều đáng tin cậy chứ? Không vấn đề gì. Đều là quân đệ vào sinh ra tử lâu năm, tin cậy được. Nhất định phải làm cho người không biết quỷ không hay. Lỡ như gặp phải đám ngư dân ra biển thì sao? Vậy thì không cho bọn chúng ra khơi. Đám ngư dân ra khơi mấy ngày này đều đã bắt lại hết, giữ cả thuyền. Sau đó tung tin nói trên thuyền có ác long. Lũ cư dân đó trước khi ra biển đều sẽ đi hỏi Lâm Mặc Nương. Như vậy thì vừa có thể khiến chúng không dám ra biển, còn có thể áp chế Lâm Mặc Nương. Ngư dân không còn tin vào ả nữa, các kẻ ở trên biển sẽ tiện ra tay. Nhất tiễn song điêu quả là cao tay.
tại hạ cáo lui. Nhớ kỹ, làm thuyền sao cho giống thuyền quan. Rõ. Đi đi. Quên tỉnh rồi à? Quên ngủ suốt một ngày một đêm rồi. Xem ra ăn canh gà cũng hiệu quả. Đa tạ cô nương đã cứu ta. Không cần. Quên mặt gờ của Akata cũng chừa người đấy. Cô nương sống ở đây sao? Phải rồi. Vì ngày nào ta cũng phải lên núi xem biển. Nên cha đã làm cho ta căn nhà này. Nếu không làm sao ta phát hiện ra Quynh được. Cô gan dạ lắm. Quynh nói vậy là sao? Cô sống một mình ở nơi quan du hẻo lánh này. Một nữ tử như cô, cô không sợ sẽ cưu mang một kẻ ác sao? Trong kinh Phật nói, bản thân cảnh giới thế nào thì sẽ kiểm người khác trong cảnh giới đó. Quynh còn không coi ta là người ác, vậy sao Quynh có thể là kẻ ác được? Phải rồi, ta nên gọi Quynh như thế nào? Ta họ Trịnh, tiểu danh là Tam Bảo. Cô cứ gọi là Tam Bảo ca đi. Tam Bảo ca, Quynh ôm một khúc gỗ rồi đến phủ điền để làm gì? Ta là một thư sinh dân du bốn bể, không ngờ thuyền bị lật trôi giạt đến đây. Tam Bảo ca, gia đình ta có vài căn nhà dưới sườn núi. Sau khi ca ca ta mất, đã không có người ở, giờ đang quét dọn. Nếu như Quynh không chê thì hãy ở đó tĩnh dưỡng vài ngày đi. Yên tâm, Lâm gia ta đời đời có học, sẽ tử tế với thư sinh. Bạc nương, Bạc nương, sao vậy? Hôm nay có ra khơi được không? Hôm qua ta quan sát rồi, hôm nay là một ngày tốt đẹp để ra khơi đánh cá. Mọi người bắt nhiều cá vào nhé. Hiếm khi gặp được thời tiết tốt như hôm nay. Mặt nương, đợi Tam ca ta đánh cá về sẽ gửi một ít cho Bụi. Ngày nào cũng lo lắng cho chúng ta, cũng làm khó Bụi rồi. Tam ca ta chờ Quynh nhé. Bạc nương, đây là ai? Quynh ấy là người hôm qua ta cứu từ dưới biển. Quynh ấy tên là Tam Bảo. Trông do giả quá. Tam Bảo, ở lại làm con rể cho Lâm gia đi. Tam ca cứ toàn không nghiêm chỉnh, mau đánh cá đi. Được, Bạc nương, vậy bọn ta đi trước nhé. Bạc nương, bọn họ đến đây làm gì? Bọn họ là ngư dân của thôn ta, đến đây hỏi ta về thời tiết. Thời tiết? Cô đoán được thời tiết trên biển sao? Không phải đoán, mà là quan sát thiên tượng. Quan sát thiên tượng. Đi, ta đưa Quynh đến nhà ta. A bà, không có gì nghiêm trọng, chỉ nhiễm phong hàn chút thôi. Ta bóc cho bà hai thang thuốc là ổn. Cảm ơn cô giá, Bạc nương, không có gì. A bà, thuốc của bà. Đa tạ Bạc nương. Không có gì, bà nhớ uống thuốc đúng giờ. Bạc nương, không thu tiền sao? Không thu. Thuốc đều là ta hái. Bạc nương, không xong rồi. Bạc nương, sao vậy? Tam ca con đến giờ vẫn chưa quay về. Liệu có phải bị có biến gì rồi không?
Không đâu, hôm nay biển không có gió. Mặt nương, liệu có tính nhầm không? Trễ thế này vẫn chưa quay về, chắc chắn có chuyện rồi. Không đâu. Đại dân, lo liệu ổn thỏa hết rồi. Lũ ngư dân ra khơi đó đều bị ta bắt lại. Được, kể từ mai hãy tung tin đồn, cứ nói trên biển có ác long. Rõ. Trường Ất, chúng ta mỗi người mỗi việc, bình an vô sự. Sau khi thành công, ngươi sẽ không cần phải làm cướp biển nữa. Được được, đều nhờ đại nhân bày mưu tính kế. Nhưng mà đại nhân, ta thấy gần đây sắc mặt ngài không được tốt. Sức khỏe của ngài không có gì nghiêm trọng. Khách quan, ngài đến rồi à? Khách quan, mời ngài ngồi. Rượu ngon. Đại ca, Quynh nghe kể gì chưa? Trên biển xuất hiện ác long, có nhiều người chết lắm. Ta cũng nghe nói rồi. Nhưng hôm qua là mặt nương bảo ra khơi mà. Cô ta tính nhầm rồi. Một con ranh con làm sao tính chuẩn thế được? Mấy gia đình hội lão tam phải sống thế nào đây? Phen này Lâm Bạc Nương hại tam ca khổ sở rồi. Đào uống rượu. Mọi chuyện vẫn chưa làm rõ. Các người đã linh tinh cái gì? Sao nói linh tinh? Sao lão tam vẫn chưa quay về? Họ đi đâu? Phải đó, đã hai ngày rồi. Phải. Nhưng bây giờ các người có thứ gì có thể chứng minh là hội lão tam gặp chuyện? Thường ngày Bạc Nương giúp bà con chữa bệnh giải nạn, có từng nhận một xu nào của các ngươi chưa? Ngày ngày cô ấy quan sát trên biển có bão không? Có từng tính nhầm không? Đúng là không. Đúng là chưa sai bao giờ. Vậy các người đối xử với cô ấy như vậy có công bằng không? Khách quan, ngài muốn gọi gì? Tiểu tiệm cái gì cũng có. Cho một bình rượu mạnh nhất ở đây. Dạ được, một bình rượu mạnh. Con sai rồi phải không? Con vẫn không thể tạo phúc cho bách tính. Bây giờ bọn họ đều không tin con. Nhưng con tu hành như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tai họa trên đời đa số đều do lòng người tác quái mà ra. Con đã một lòng vì bách tính, hà tất phải quan tâm những lời đồn đó? Nhưng hội tam ca đã không trở về thật mà. Không trở về không có nghĩa là con sai. Mọi chuyện không thể luôn luôn suôn sẻ. Đây cũng là một kiếp nạn trong chặng đường tu hành của con. Làm tốt việc con nên làm là đủ. Con chắc chắn trên biển bình an, không nên có chuyện. Mọi chuyện đều có định số, chỉ là thời cơ chưa đến thôi. Mặt nương, tuyệt đối không thể lung lay lòng tin của con được. Đa tạ sư phụ, Mặt nương hiểu rồi. Mặt nương, ngày mai là sư phụ phải rời khỏi rồi. Sư phụ mới đi sao? Nhưng Mặt nương còn rất nhiều điều phải học. Thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn. Trên quãng đường tu hành của con, sư phụ chỉ có thể tiễn con đến đây thôi. Mặt nương, con tuyệt đối không được quên đi lời thề của mình. Sư đồ chúng ta ắt sẽ có ngày gặp lại. Đa tạ sư phụ tận tâm dạy bảo. Mặt nương chỉnh chỉnh không quên. Tiểu nhị, đến đây. Tính tiền. Khách quan. Tiểu chị, có thể cho ghi nợ không? Xin lỗi khách quan. Tiểu tiệm làm ăn vốn nhỏ, quả thật không dễ dàng gì. Ngươi xem miếng ngọc bội này, liệu có đủ tiền rượu của ngươi không?
Ông chủ. Vị khách quan này đắc tội rồi. Đắc tội rồi. Xin lỗi khách quan. Ngài đi thông thả. Ở ngay quán rượu. Có chắc là hắn không? Không sai. Nghe khẩu âm đã biết người Trung Nguyên. Tiền thưởng đâu? Đa tạ. Đi. Tứ tỷ, ngũ tỷ, khuya như vậy rồi hai người còn ra đây làm gì? Đến ngọn đèn kia mà sáng, trên biển có chuyện chắc rồi. Làm vậy vô ích thôi, bắt buộc phải nhảy xuống biển, dùng sức từ bên ngoài. Đi nhanh, đi đi. Sóng to thế này nhảy xuống có thể lên được hay sao? Thuyền cách xa như vậy làm sao mặt nương biết được? Chỉ cần hải vực trăm dặm xung quanh gặp chuyện thì dù mặt nương có ở trong mơ cũng sẽ biết. Trên thuyền của mặt nương có chở thứ gì? Lá hương bồ ở quê ta, dùng hương bồ hòa cùng bùn dưới đáy biển, có thể dính được gỗ dưới đáy thuyền. Ông chủ, hình như nước không cắm vào nữa. Hình như ta trông thấy một nữ tử áo trắng nhảy xuống. Thật đấy, không sai đâu. Kể ra cũng lạ, nếu là nằm mơ thật thì sau khi cập bến sao thuyền lại có dấu vết chấp giá? Nếu như không phải mơ, sóng gió to như vậy sao nữ tử đó có thể cưỡi thuyền tam bản qua biển được? Ta biết rồi, chắc chắn là Lâm Mặc Nương của đảo Mi Châu. Không xong rồi, có chuyện lớn. Tiền thưởng của triều đình bị cướp biển cướp rồi. Quan phủ đang cáo thị rồi, mau đi xem đi. Ở đằng kia, cướp biển cướp sao? 14 quyện trực thuộc hai châu Tuyền Chương, 15.1978 hộ gia đình. Đây đã chính thức thu nạp vào Giang Sơn Đại Tống. Dân dịp tròn một năm, hoàng thượng đặc biệt ban tiền thưởng. Không ngờ lại bị cướp ở gần biển đánh cướp. Nếu có người nào biết, thưởng trăm lượng bạc. 14 quyện trực thuộc hai châu Tuyền Chương. Phen này xong rồi, còn trong mong tiền thưởng về đến. Tri quyền có thể chia cho mọi người ít tương thực. Đúng là năm xuôi tháng hạn. Chỗ chúng ta xa kinh thành như vậy, mãi mới có dịp hoàng thượng nhớ tới chúng ta, còn bị cướp biển cướp mất. Đúng hận quá đi. Đào Đào, uống trà. Trường ớt à, lần này làm tốt lắm. Bản quan sẽ không bạc đãi người đâu. Chỉ cần đại nhân có thể thực hiện lời hứa, bảo toàn được nhóm người chúng ta. Trường ớt, bản quan không biết ngươi từ đâu đến, cũng không biết ngươi là người thế nào. Chỉ cần chúng ta bình an vô sự, bản quan ắt sẽ thực hiện lời hứa của mình. Đa tạ đại nhân. Đại nhân, lũ ngư dân đó có thể thả đi rồi phải không? Không phải vội. Trường ớt, Đào, uống trà đi. Đây là trà ngon chính tông đó. Tại sao lại nhìn ta như vậy? Nhìn bộ dạng cô tụng kinh khiến ta nhớ tới một người. Ai? Mẹ của ta.
Chưa từng nghe Quynh nói. Bà ấy cũng giống như cô, ngày ngày niệm kinh kính Phật, cũng rất lương thiện, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát nổi kết cục hồng nhan bạc phận. Đâu chỉ có hồng nhan, cuộc đời của ai cũng gắn mũi như nhau thôi. Năm xưa Phật Tổ viết cuộc đời như một giọt nước, hỏi các đệ tử của mình làm sao để khiến giọt nước này không bao giờ khô cạn. Một giọt nước nhỏ vào trong đất sẽ ngấm, cho vào lửa sẽ tan, gặp phải khúc gỗ sẽ bị hút, bỏ vào vật dụng đựng vàng sẽ bị bốc hơi, cứ nắm trong tay cũng vô ích. Làm sao được chứ? Rốt cuộc Phật Tổ đã dùng cách gì? Thật ra rất đơn giản, chính là hòa giọt nước này vào trong biển cả. Ta chính là giọt nước này, cho đến khi hòa vào biển cả thì sinh mệnh của ta sẽ trở nên vĩnh hằng. Vậy là sao? Cô nói rõ ra một chút, rồi sẽ có ngày cô hiểu ra. Bọn họ nói trên biển có yêu long. Có thật sao? Có, chắc chắn có. Tam Bảo, cha gọi cô đi đánh cờ. Được thôi, Bạc Nương, vậy ta đi trước nhé. Chúng ta đi ra. Vị đại ca kia, tối nay sẽ có bão lớn, quên đừng lên thuyền. Cô chính là Lâm Bạc Nương đó phải không? Là ta. Bão lớn, ta làm nghề này hơn 20 năm rồi, gió bão thế nào mà chưa từng chứng kiến, lại còn bão to. Cô cứ việc lừa lũ bách tính ra đi. Bọn họ hiểu lầm rồi. Rồi sau này họ sẽ tin lời ta nói thôi. Xin lỗi, quán trọ chỗ các cô đắt quá, ta không thuê đổi. Hay là tối nay cô ở lại nhà ta? Đại ca, hay là chúng ta đừng đi nữa. Sợ gì? Có ta đây, có gì phải sợ? Tiểu muội muội, đừng làm mất thời gian của bọn ta. Đại ca, lỡ có bảo thật thì sao? Giảm dí, muội thực sự tin lời một bà đồng trẻ nói sao? Đại ca, xin huynh hãy tin ta. Tránh ra. Bạc Nương, ý tốt của cô chúng ta xin nhận. Đa tạ. Nếu tối nay mà gặp phải bão thật, có thể nhìn lên tia sáng trên núi của ta, mau mau trở lại, ta sẽ luôn bảo vệ hai người. Hình như bão sắp đến rồi. Cô xem, cô xem, hình như không ổn rồi. Mặc kệ đó, phen này tốt rồi, nhìn thấy ánh đèn rồi, chắc họ sẽ tìm được hướng đó. Đèn lồng tắt hết rồi, bây giờ phải làm sao? Tam Bảo ca, mau đi kiếm ít củi khô. Cô đi cẩn thận. Bạc Nương, dùng lửa sao? Phải.
Quay thuyền, quay về bờ thôi. Bờ ở bên nào? Không có sao, không phân biệt được phương hướng. Ghe ta đi, cứ quay đầu rồi tính. Bạn Hương, củi đều bị nước mưa tạt ướt rồi, không thể thắp lên được. Bạn Hương, chúng ta cố hết sức rồi, có lẽ đây là ý trời. Quỳnh đưa tứ tỷ ngũ tỷ xuống núi rồi tính. Sao phải xuống núi? Xuống núi rồi tính. Đi thôi. Bạc Nương, ánh sáng của cô ở đâu? Cô ấy nói sẽ chiếu sáng cho chúng ta mà. Bây giờ đã không thể nữa rồi. Đều lỗi của ta, mọi người trách ta đi. Giờ phải làm sao đây? Cẩn thận. Bên kia, ánh lửa. Là Bạc Nương. Bạc Nương thật sự không quên chúng ta. Bên kia. Quay đầu, mau quay đầu. Đại ca, A Tỷ. Bạc Nương, trận ức ta có bắt không tròn. Ta ổn làm đại trưởng phu. Đại ca mau đứng lên. Bình an là tốt rồi. Bây giờ quên tin Bạc Nương rồi chứ? Bạc Nương, là ta có lỗi với cô. Không ngờ cô có thể đốt một căn nhà để cứu một mình ta. Đại nam nhân dám làm dám chịu. Bạc Nương, cứ để ta nói đi. Đại ca, A Tỷ, thật ra ta biết hai người là ai rồi. Không nói nhiều nữa. Nếu như hai người muốn cảm tạ Mặc Nương, ta nghĩ chắc hai người cũng biết nên làm thế nào. Mặc Nương, cô quả là thần tiên sống. Ta biết rồi, cô yên tâm. Từ đây vùng biển này sẽ do vợ chồng Trường Ức ta bảo vệ. Đại ân đại đức của Mặc Nương kiếp này ắt trả. Hai tính mạng của Trường Ức và Khánh Nga từ đây sẽ là của Mặc Nương. A Tỷ bị quá lời, ta chỉ hy vọng đại ca có thể tuân thủ lời hứa vừa rồi. Nhất định. Thật không ngờ nhà gỗ là xây lại nhanh như vậy. Đều nhờ bà con giúp đỡ. Đã biết họ là cướp biển cướp tiền thưởng, sao không đưa họ đến chỗ quan phủ? Ta tin là họ sẽ tự sửa sai. Cô lương thiện quá, nhưng họ là cướp mà. Cướp cũng có điều bất đắc dĩ, cũng có câu chuyện đau lòng. Quỳnh có biết biển cả là gì không? Cô từng nói biển cả là nước mắt của thần. Nhưng tại sao vậy? Sao
Nước biển và nước mắt đều đắng chát như nhau. Khi ta đứng trước biển cả, sẽ học được lòng nhân từ. Người sống trong cuộc đời này chỉ luôn nghĩ đến cái khổ và nạn của mình. Mặc Nương, Mặc Nương, đến quỳ với Mặc Nương đi. Bảo đứng lên. Cảm ơn cô nhiều lắm Mặc Nương. Đều giờ có cô cướp biển mới chịu thả chúng tôi. Xin lỗi Mặc Nương. Trước đó ta còn nói rất nhiều lời khó nghe về cô. Ta còn bảo mọi người đừng ai tin cô. Đều là ta không tốt. Mặc Nương à, Tam ca, cá Quỳnh Hướng mang cho ta đâu? Có mà. Giải này ở đâu vậy? Gửi cô, đừng vội. Đa tạ. Đây, ta gửi, cầm lấy đi. Mau mang về đi. Cái này cho Quỳnh, cầm lấy nhé. Cầm lấy đi, mau mang về. Cái này cho Quỳnh, cầm lấy nhé. Vẫn còn. Đừng vội, đây là của Quỳnh. Ai cũng biết Mặc Nương có thể thuốc cho bệnh khỏi. Chỉ là lần này bệnh của ta quá nặng, chỉ sợ không còn sống được lâu. Thuốc ta kê lần trước có dùng đúng giờ không? Phương thuốc Mặc Nương kê, lần nào bọn ta cũng bóc rất cẩn thận, không thiếu một tiền nào. Nếu là như vậy thì bệnh cũng nên giảm lâu rồi. Thiết nghĩ gốc rễ căn bệnh là Hoàng Tri Quyện tự muốn giữ lại trong người mình. Cái gì? Là ta tự giữ lại. Đúng. Bệnh của ngài vốn nên ra khỏi từ nửa tháng trước rồi, nhưng ngài lại cứ giữ nó trong cơ thể mình. Dĩ nhiên nó sẽ không đi. Thuốc tốt đến mấy chỉ e cũng không làm được gì. Ta muốn giữ lại số bệnh đó làm gì chứ? Mặc Nương, sao có thể như vậy được chứ? Mặc Nương, cô có lời gì xin hãy nói thẳng ra đi. Chúng ta không kiên kỵ đâu. Phải đó Mặc Nương. Mặc Nương, rốt cuộc mầm bệnh của ta là ở chỗ nào? Một quyệt vị tên là Hậu Thương. Hậu Thương, chỉ cần ngài làm sạch chỗ đó, căn bệnh của ngài sẽ tiêu tan. Lão gia, quyệt Hậu Thương này rốt cuộc nằm ở đâu? Phu nhân đừng tìm nữa. Số tiền thưởng của triều đình ta không có số hưởng rồi. Ba thước trên đầu có thần linh, số tiền không thuộc về mình, dù có thể để một xu ở nhà cũng tính là tham ô hối lộ. Lão gia, Mặc Nương không phải người phàm đâu, cô ấy là Bồ Tát cứu ngài đó. Đến cuối cùng vẫn công cốc một phen. Tiền thưởng của triều đình bị cướp biển cướp vài ngày trước, sau khi quan phủ điều tra không lâu trước đó đã tìm lại được hết. Bây giờ đổi thành lương thực phân phát cho mọi người. Cảm niệm hoàng ân hậu đảng, muôn dân có phúc. Lạ thật, chưa thấy quan binh tiêu diệt cướp biển bao giờ. Nói nhiều thế làm gì? Cho ngươi lương thực còn không vui sao? Hoàng đại nhân đúng là vị quan tốt. Phải rồi, vị quan tốt. Đa tạ hoàng đại nhân. Có vị quan tốt như vậy là thái bình rồi. Phen này tốt rồi, ở nhà còn đang chờ số lương thực này về. Xuân
qua xuân trăng thu bao giờ mới dứt. Chỉ chẳng biết được bao nhiêu. Tiểu lâu đêm qua lại nổi gió đông. Lời hay như vậy rốt cuộc đến từ tai ai nhỉ? Thơ văn như vậy giờ đây đã tuyệt xuống rồi. Thật không ngờ ở Hải Phận xa xôi thế này lại có biết bao con người quyện lòng quy thuận Triệu Tống. Xem ra Đại Tống đắc thế quả đúng là ý trời. Tuy nói ý trời không thể trái, nhưng lời thề của nghĩa sĩ cũng không thể trái. Đúng là quan gia ngõ hẹp. Ta đã lường được rồi sẽ có ngày gặp lại các ngươi. Nếu đã cùng nhau đến chúng bồng lai này, tại sao chúng ta không quên đi thù cũ, chung sống hòa bình? Chung sống hòa bình. Năm xưa lúc bọn ta muốn chung sống hòa bình, các ngươi đã nói thế nào? Cạnh giường há để kẻ khác ngủ say, đó là điều huấn của nhà các ngươi. Quan quan tương báo bao giờ mới dứt? Nếu hai vị đây không buông được thì ta nghe theo là được. Hai vị tráng sĩ có chuyện gì không thể từ từ nói? Tại sao cũng phải đau gươm đối đầu? Mặt nương, bọn họ là cố giao trong giang hồ của ta, cô không cần lo lắng. Cô là Lâm Mặc Nương. Chính là Mặc Nương. Hai vị đại ca, cớ sao làm như vậy? Gây danh Lâm Mặc Nương ở Mi Châu, cứu khổ cứu nạn là Bồ Tát sống. Mặc Nương không dám. Tam Bảo là ca ca ta. Hai quân có ân quán gì có thể thổ lộ với ta không? Mặc Nương, làm gì có ân quán? Bọn họ đến để tỉ thí võ nghệ với ta thôi. Vậy được, Mặc Nương tặng cho hai người một câu: tướng cho tâm sinh, tất thảy quán hận đều đến từ nghi kỵ trong lòng. Kể từ hồi Liệt Tổ chiếm cứ Dương Châu đến nay, mảnh đất Giang Nam đã trở thành kho của dân chương cẩm tú, quê hương của tài tử gia nhân. Cũng nhân đạo khuất, hai vị đây cũng tính là bậc trung liệt. Trung liệt thì không dám, nhưng mối thù với Triệu Tống thì sâu hơn biển. Sao ta lại không biết độc nhất là nhà đế dương? Ta há có thể không hận trong lòng? Nhưng quãng thời gian qua, Mặc Nương đã dạy cho ta rất nhiều điều. Nếu con người có thể buông được quán hận trong lòng, thì ra có thể sống rất tốt. Dẫu không được ăn sung mặc sướng, loại người như các ngươi. Đại ca, cứ để hắn nói hết. Ta đã nói hết những gì cần nói rồi. Nếu như hai vị vẫn còn hận ta thì hãy ra tay đi. Có thể hôm đó thực sự không phải hắn hạ độc. Đệ cũng tin hắn không làm hại quốc chủ sao? Ta tin Lâm Bạc Dương. Người Lâm Bạc Dương nhận làm huynh trưởng chắc chắn không phải kẻ ác. Ta thấy người này không có sát cơ. Có thể chúng ta nhầm thật rồi. Thôi được, điểm tình Lâm Bạc Tương gọi ngươi là huynh trưởng, bọn ta sẽ tin ngươi một lần. Từ đây thù oán của chúng ta chấm dứt tại đây. Đi. Tam Bảo ca, hai người này vừa nãy là ai vậy? Kẻ thù. Không phải lúc đại quân nói là cố giao trên giang hồ của quân sao?
bọn họ là thị vệ thân cận của Lý Dục, vua của Dân Quốc Đại Dương. Không lâu trước đó, Lý Dục đã bị đầu độc chết. Bọn họ nghi người hạ độc là ta. Vậy Quynh là Mặc Đương, ta không nên giống muội. Tên thật của ta là Triệu Đức Hòa, là con của tiên đế Đại Tống Triệu Khuôn Dận, phong hiệu Trịnh Doãn, lúc nhỏ được gọi là Tam Bảo. Điện hạ. Mặc Đương, miễn lễ. Tam Bảo có tài đức gì mà dám nhận sự cung kính của Mặc Nương? Nhưng sao điện hạ lại bay danh ẩn tính? 3 năm trước, phụ hoàng băng hà, Tam Thúc Tấn Dương giành được ngôi vị. Hai huynh trưởng của ta cảm thấy chuyện này có ẩn tình, còn ta lại không dám phán bừa. Mãi đến năm ngoái, hoàng thượng uống ban rượu cho Lý Dục, bảo ta và tứ thúc gửi qua. Không ngờ Lý Dục đã chết. Quá ra trong rượu có độc. Phụ hoàng băng hà, quận công đột tử. Những chuyện xảy ra những năm qua nối lại với nhau, quả thật quá đáng sợ. Sau đó, dưới sự ám thị của Thái hậu, ta kiếm cớ đi tìm tiên đan, tránh xa biện kinh tránh họa. Tại sao điện hạ lại đến phủ điền? Chúng ta định đến phủ điền nương nhờ Sài Gia. Vậy tại sao không đến tìm Sài Gia? Bức thư tiến cử đó đã mất từ khi ta gả xuống nước rồi. Nhưng những chuyện đó đều không quan trọng nữa. Sài Lâm vốn là một nhà, bây giờ ta ở lại Lâm gia cũng rất tốt mà. Điện hạ thật là hoàng tộc Đại Tống, há có thể đương thân trong Lâm gia bần hàn. Hoàng tộc Đại Tống, uy nghiêm của hoàng thượng không hơn được Dương Thọ, nhiều thì cũng chỉ 70 năm. Sự quy hoàng của Đại Tống cũng không qua nổi khí số, dài thì cũng chỉ 100 năm. Nhưng còn thanh danh của Mặc Nương đây, từ lâu đã hóa thành hai từ nhân đức. Dẫu thiên cổ cũng có thể lưu danh. Điện hạ nói như vậy, Mặc Nương đảm đương không nổi. Mặc Nương, câu chuyện của muội rồi sẽ có ngày truyền khắp thiên hạ. Mấy tháng qua, giọng nói tiếng cười của Mặc Nương không thể tiêu tan trong tâm trí ta. Điện hạ, năm xưa ở trước sư phụ, ta đã chấn tóc thề cả đời không gả. Lẽ nào không ai thay đổi được nữa sao? Mặc Nương hiểu tấm chân tình của điện hạ, nhưng thôi vậy, chỉ khẩn cầu Mặc Nương đừng cho người dân biết về thân thế của Tam Bảo. Chỉ cần ngày ngày bầu bạn cũng mãn nguyện rồi. Tam Bảo ca, Mặc Đương, điều ta lo lắng vẫn xảy ra rồi. Sao vậy? Ta vừa nhận được tin kinh thành gửi tới. Trưởng quân ta kinh Triệu Doãn bất chợt tự dẫn. Chuyện này kỳ lạ, trên dưới triều đình bàn tán xôn xao. Vừa hay ứng nghiệm một câu Mặc Đương từng nói: yêu long đáng sợ nhất không đến từ biển cả, mà đến từ lòng người. Đến cả thánh thượng cũng bắt đầu nghi kỵ. Câu nói vô tình nhất là già đế dương. Bây giờ
Ngày ấy chỉ muốn chặn lời đồn ở thế gian và triệu cấp ta về kinh nhận sắc phong. Tam Bảo ca, Bạc Nương hiểu tấm lòng của huynh. Bất kể thân ở nơi đâu, chỉ cần có ích cho bách tính thì không uổng kiếp này. Lần này Tam Bảo đi, đành ít chữ nhiều. E là chúng ta không gặp lại nhau được nữa. Cây trăm này là vật Mặt Nương luôn mang theo bên mình, chưa từng rời khỏi Mặt Nương, tặng cho Điện Hạ làm kỷ niệm. Nhìn thấy vật này tượng trưng cho Mặt Nương luôn ở bên Điện Hạ. Mặt Nương, nếu ta còn có thể sống sót quay về, nguyện dùng cả đời ở bên cạnh Mặt Nương hành thiện cứu người. Nếu cả đời Mặt Nương không gả, Tam Bảo sẽ cả đời không lấy ai. Điện Hạ, không phải Mặt Nương vô tình vô nghĩa, mà chỉ là chỉ vì điều gì? Mặt Nương đã cầu nguyện cả đời bảo vệ cho cư dân, cho nên Mặt Nương sẽ không rời khỏi nơi này. Ta có thể từ bỏ mọi phong hiệu của hoàng gia, trở thành dân thường, vào lâm gia ở rể. Điện Hạ, có lẽ ngài sẽ không hiểu đâu. Dương thọ của Mặt Nương sẽ không dài. Tại sao vậy? Con phải thề với trời, tiểu nữ Lâm Mặt Nương xin thề với trời, kiếp này trao tâm cho biển, bảo vệ cho bách tính, nguyện dùng tuổi thọ 30 năm đổi lấy chúng sinh vô nạn. Ta không quan tâm, chỉ cần được cùng Mặt Nương kết tóc làm phu thê, dù chỉ có một năm, một tháng, một ngày, một giờ, một khắc. Điện Hạ, Mặt Nương, Jump! Jump! Jump!
Tam Bảo tu Phật rồi, thật không ngờ được một thái tử phong lưu có tiếng khi nào, bây giờ đã tránh xa tử sắc, có thể làm được một người thanh tâm quả dục, thì cũng có thể mưu cao kế dày, chỉ e không phải một chuyện tốt cho thánh thượng. Khanh đã ghi rồi, ta đã thăm dò rồi, Tam Bảo không hề có giả tâm. Lần này ta giữ nó ở lại hoàng cung, cũng dẹp tan mọi lời đồn thổi của người đời. Thánh thượng minh giám. Lâm bá, Hoàng Tri Quyện mời chào. Lâm bá, Quyện Phủ Điền hạn hán lâu như vậy, quả thật là hiếm thấy. Phải đó, Hoàng Tri Quyện, ngài có từng nghĩ đến việc lập đàn tế trời không? Bản quan đến chính là vì chuyện này. Các tiên sư ở hai châu Tuyền Chương đều đã tìm đến hết. Bọn họ đều khuyên chỉ có mời được nhân sĩ cao đức như Bạc Nương đăng đàn chủ tế mới linh nghiệm được. Bạc Nương, con có biết Yêu Long sư phụ nhắc đến ở đâu không? Dạ, Bạc Nương biết. Nó ẩn náu trong tâm của mỗi người. Tham lam, ích kỷ, bạo nô, tà niệm đều là con yêu long đó đang hiện hình.
bách tính cả quyện cần trai giới 3 ngày, tỏ lòng sám hối với trời cao. Từ nay sẽ không làm gì trái với lương tâm nữa. Nếu không có người nào không thành tâm, giờ ngọ ngày thứ 7, cam lâm sẽ tự khắc đổ xuống. Mưa rồi, mưa thật rồi. Điện hạ, chuẩn bị hết rồi. Được, tiến hành thôi. Điện hạ, biết ngài ngày ngày bố thí đúng giờ, có rất nhiều người cuộc sống dư giả cũng trà trộn vào để nhận năng lượng và lương thực. Những người này cũng chỉ nhất thời tham lam, huống hồ cũng khó biết thật giả. Nếu vì chuyện này mà hại người ta đại quả gặp đầu, e là cũng trái với ý nguyện. Cứ bỏ mặc thôi. A bà, không có gì nghiêm trọng, chỉ nhiễm phong hàn nhẹ thôi. Uống vài thang thuốc là ổn. Mặc đương, không còn nhiều thảo dược nữa. Hai hôm nữa chúng ta phải ra khơi một chuyến rồi. Tám năm sau, điện hạ, hoàng thượng triệu kiến. Thần khấu kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Tam bảo, những năm qua trẫm thờ ơ với con rồi, thần không dám. Con thật sự không muốn vào triều nữa sao? Trẫm hy vọng con có thể ở bên phò tá. Thần không còn mong muốn làm quan. Con ngày ngày bái Phật bố thí, tích đức hành thiện, đem về cho trẫm không ít lời tán dương. Tam bảo, rốt cuộc con muốn làm điều gì? Hôm nay trẫm sẽ thuận theo lời của con. 8 năm qua, hoàng thượng đã trao thần sự tự do lớn nhất. Thần không còn mong gì khác, chỉ khẩn thỉnh hoàng thượng cho thần rời cung, đến phủ điền làm một thường dân. Con không muốn lấy Lê Hoa thật sao? Trái tim của thần nằm ở Đông Hải, hy vọng có thể chấm dứt một đoạn trần duyên. Rốt cuộc con muốn chấm dứt trần duyên, hay là trong lòng con có người khác? Năm xưa lúc thần chào đời, Quyền Không Pháp Sư từng nói, danh tính của thần không nên nhập hoàng thất, khuyên rằng thần nếu có thể trưởng thành thì không thể quá đam mê vinh hoa phú quý. Tướng sĩ cũng nói, đợt này thần không có chuyện vui, cho nên thành hôn với Lê Hoa quận chúa đối với thần mà nói là phúc vô căn. Trẫm giờ đầy tứ thúc con làm dân thường, bây giờ đã đầy con đến Mân Nam.
người thiên hạ sẽ dèm pha thế nào? Những điều này con có từng nghĩ cho trẫm chưa? Bẩm thánh thượng, bẩm thánh thượng, hướng đông nam xảy ra động đất. Điện hạ, điện hạ, hoàng đại nhân, mau đứng lên đi. Điện hạ, ngài đến trễ một bước rồi. Mạc nương đã tìm người dưới biển liên tục 7 ngày 7 đêm, nội lực đã sớm cạn kiệt. Bản quan từng khuyên, đã gặp thiên tai thì là nhận số của người. Người gặp số khó thoát tai kiếp. Mạc nương lại dặn lại, nếu không gì khó thoát kiếp, còn cần mạc nương ta làm gì? Tiếp đó lại tiếp xúc xuống biển. Hôm nay là ngày cúng 7 ngày của Mạc nương. Tại sao mọi người lại ăn mặc tươi vui như thế? Mấy hôm trước mẹ đã mơ một giấc mơ. Trong mơ Mạc nương nói muội ấy sẽ chủ quá thăng thiên vào Tết Trung Dương này. Ta vô tình kể giấc mơ đó ra, kết quả cả thôn đều nói mơ thấy giấc mơ y hệt. Bọn họ đều tin hôm nay Mạc nương sẽ thăng thiên giữa biển, cho nên đều muốn lên cao để nhìn muội ấy. Bọn họ bảo thật ra Mạc nương chưa hề ra đi, ngày nào cũng luôn bảo vệ chúng ta. Mẹ bèn hùa theo chuyện này cũng là để mọi người không quá thương tâm, mong điện hạ đừng trách tội. Điện hạ gì chứ, ta vẫn là thư sinh tên Tam Bảo đó. Điện hạ, ngài cũng đừng quá đau lòng. Thực ra khi đó trong lòng Mạc nương biết rất rõ, lần đó chia tay sẽ là vĩnh biệt. Tại sao? Ngoại trừ 30 năm dương thọ đó ra, thứ không phải dứt bỏ còn bao gồm tình cảm nam nữ, duyên phận phu thê, niềm vui sum vầy. Con vẫn bằng lòng sao? Con bằng lòng. Tất cả đều trở thành định số, không ai thay đổi được. Mọi người đều coi Mạc nương là thần tiên, đó cũng là điều Mạc nương phiền lòng nhất. Vì như vậy sẽ khiến Mạc nương cảm thấy mình đang ham công của trời. Phúc của chúng sinh giống là đức của ông trời. Mạc nương nói, người thiện như nước, tưới lên vạn vật, nên xem nhẹ danh vọng, không cầu đáp trả. Cho nên những việc Mạc nương làm trong đời mới chỉ là hạ thiện. Nếu Mạc nương mới chỉ được tính là hạ thiện, thật không biết thế nào mới được tính là thượng thiện đây. Thúc đẩy chúng sinh hàng phục con yêu long trong lòng mình. Mạc nương nói tiếc nuối lớn nhất của muội ấy trong đời chính là vẫn chưa làm được chuyện này. Ta chính là giọt nước này, cho đến khi hòa vào biển cả,
thì sinh mệnh của ta sẽ trở nên vĩnh hằng. Nguyện Bồ Tát phù hộ A Dưỡng Thúc bình an trở về. Nếu tối nay mà gặp phải bảo thật, có thể nhìn tia sáng trên núi của ta, mau mau trở về, ta sẽ luôn bảo vệ hai người. Là Bạc Nương. Phải đó, phải đó, Bạc Nương ở trên trời kìa. Lâm Bạc Nương sinh năm 1960, mất năm 1987 sau con Nguyên, người đảo Mi Châu, huyện Phủ Điền. Sinh tính từ bi, cả đời hành thiện tế thế, không gả chồng. Bà hy sinh trong một lần cứu người giữa nạn biển, hưởng thọ 28 tuổi. Người đời sau vì nhớ ơn bà suy tôn bà là Ma Tổ,